Minh Tiệp bị bullying. Mới đây, nam diễn viên Minh Tiệp bất ngờ xả dậy tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân. Trong lần khám bệnh thế hệ nhất, nam diễn viên được lương y yêu cầu xử lý ngay 3 bullying đại tràng và 3 bullying dạ dày. Nam diễn viên chia sẻ cuộc sống vui thật. Hôm qua, rất khoảng và tình cờ đi khám sức khoảng lương y yêu cầu xử lý ngay 3 bolip đại tràng và 3 bolip dạ dày, quảng sợ đợi sinh thiết. Mong là ổn. Được biết Minh Tiệp từng bận rộn bệnh viêm đại tràng suốt hơn 10 năm nhưng không dám đi khám vì kinh hãi tìm ra bệnh nếu bận rộn bệnh hiểm nghèo. Mới đây, anh thế hệ quyết định đi khám. Mặc dù chưa có thành quả sinh thiết khối u, kết thúc nam diễn viên cảm thấy như trút được gánh nặng nề vì lương y đã tìm ra bệnh và có hướng xử lý. Bolip dạ dày đại tràng là gì? Theo giáo sư Đào Văn Long, nguyên trưởng khoa tiêu hóa, bệnh viện Bạch Mai, trưởng phòng khám Hoàng Long, bolip dạ dày là các khối u của các tế bào sinh ra trên lớp lót bên trong dạ dày. Bolip dạ dày không có những triệu chứng đặc hiệu. Nhưng khi phát triển to, bolip dạ dày có thể bị lót trên bề mặt gây xuất huyết, viêm nhiễm, đau tức. Trong một số trường hợp hiếm hoi, bolip làm bít tắc đường giữa dạ dày xuống ruột non. Hình ảnh thành quả nội soi của diễn viên Minh Tiệp. Một số bệnh nhân có các triệu chứng gần giống như viêm lót dạ dày, tiêu chảy xoàn xuyên, tiêu ra máu phân đen, ăn không tiêu. Ngoài ra, còn có thể có triệu chứng đau bụng hoặc đau khi ấn dùng bụng, chảy máu, thiếu máu. Còn đối với bolip đại tràng, theo giáo sư Long, đây là những khối u lành tính, phát hiện sớm bolip đại tràng và can thiệp sớm bằng thủ thuật nội soi hoặc phẫu thuật sẽ góp phần chặn đứng bệnh phát triển về sau. Bolip đại tràng là một khối phát triển bất xoàn trên bề mặt ruột và từ lớp niêm mạc, còn gọi là đại tràng. Giáo sư Long cho biết bolip đại tràng chủ yếu là lành tính nhưng bolip tuyến ống và dung mao có thể quá ung thư. Bolip có thể đơn độc hoặc có nhiều bolip suốt dọc theo đại tràng bệnh bolip, polypomae. Bolip đại tràng mang tính gia đình. Bolip đại tràng diễn tiến âm thầm và hầu như không có thể hiện gì cụ thể. Nhìn chung có một số triệu chứng điển hình mà nếu gặp gỡ tình trạng sau người bệnh nên nghĩ tới các vấn đề bệnh lý tiêu hóa. Đi ngoài phân có máu, bệnh nhân đi ngoài phân mịn, nhão, kèm theo chút máu. Đại tiện phân lỏng hoặc táo bón kéo dài liên tục khoảng một tuần hoặc hơn. Đau bụng là thể hiện của bolip đại tràng vì chúng có thể gây nên tắc ruột. Khi có các dấu hiệu này, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe ngay. Các lương y có thể chỉ định thực hiện các thăm khám lâm sàng, nội soi đại tràng để phát hiện bolip. Biến chứng của bolip đại trực tràng chủ yếu ớt hay gặp gỡ nhất đó là xuất huyết 60%, xoàn xuất huyết âm nhiều hiếm khi ung thư. Ung thư quá, nguy cơ quá ung thư xoàn sau 10 năm và phụ thuộc vào loại bolip tuyến ống, dung mao và kích thước giờ 1:1, 5cm dễ quá ung thư. Các bolip nguy khống không? Bolip xoàn được khuyến cáo phải cắt bỏ. Giáo sư Long cho biết, việc cắt bỏ bolip có thể thực hiện nội soi. Các lương y sẽ dùng khí cụ chuyên dụng để cắt bỏ thông qua cách thức phẫu thuật hoặc biện pháp nội soi can thiệp. Với các bolip nhỏ, chân vết cắt sẽ tự liền sẹo trong vòng một tuần. Với các bolip lớn có dòng cắt chân bolip trước khi cắt, dòng cắt hoặc kẹp lip sẽ tự rời khỏi vết cắt xoàn trong khoảng một tuần. Sau khi cắt, tùy theo kích thước khối u, số lượng bolip, tình trạng sức khỏe của người bệnh, lương y sẽ chỉ định bệnh nhân phải nhập viện theo dõi hoặc theo dõi tại nhà. Người bệnh sau khi cắt bolip đại tràng nên tiến hành nội soi lại đại tràng 1 năm lần để phát hiện bolip thế hệ nếu có, hoặc các bất xoàn ở đường tiêu hóa. Bởi theo thống kê, khả năng tái phát bolip kể từ lần cắt bolip đại tràng đầu tiên là 25-30%. Bên cạnh đó, một số bolip có thể sinh ra trong quá trình nội soi nhưng còn quá nhỏ hoặc vừa thế hệ sinh ra. Bởi vậy, nối tiếp tầm soát là điều được lương y khuyến cáo nên làm định kỳ hàng năm để có biện pháp can thiệp kịp thời.